Ok, vô, hey, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube NN Gaming TV của mình nha. Đấy, mình là NN Gaming TV đây nè. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chơi cờ nhân phẩm nha anh em. Đấy, một cái trò chơi đó, sử dụng cái trí tuệ nè. Đó, như khi mà anh em không biết chơi á thì khá là gọi là chán nha. Nhưng mà khi anh em đã biết chơi nè, biết cách xoay chuyển đội hình các kiểu con la điểu nè thì nó rất là cuốn hút nha anh em. Đấy, thì cái này anh em có thể chơi giải trí sau những cái trận rành mệt mỏi nè. Đó, thì rồi ok, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái đội hình gọi là rất là bá bây giờ nha anh em. Đấy, một cái đội hình mà auto nằm trong top 4 đó. Rồi, cái tỷ lệ mà top 1 anh em là khoảng 80-90% nha. Đấy, tùy vào cái nhân phẩm của anh em. Ok, thì đội hình này là chắc chắn nằm trong top 4 nha anh em. Đấy, thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em, để anh em có thể theo dõi, chú ý anh em theo dõi và xem cái cách mà tôi sẽ sử dụng những cái con tướng nè. Đấy, tùy vào từng cái hiệp nha. Đấy, thì anh em có thể theo dõi, chú ý anh em đừng có tua. Đấy, khi tua thì anh em sẽ không có hiểu được đâu. Đó, thì rồi một tí nữa tôi sẽ nói những cái gọi là sơ lược về cái trận đấu này nha, cũng như những cái vàng nè, đại kinh nghiệm nè. Đó, sau từng vòng đấu thì tôi sẽ giới thiệu cho những anh em nào mà chưa biết chơi nè, đấy thì có thể hiểu được nha. Đấy, ok, thì cái đội hình này anh em chú ý thì tôi sẽ chơi theo chiến thuật, đấy gọi là lập một chuỗi thua, gọi là chuỗi thua đầu game nha anh em. Đấy, cái gọi là cờ nhân phẩm này thì anh em sẽ chơi vào giai đoạn cuối game là quan trọng nhất. Đấy, đầu game thì anh em có thể chơi bất kỳ một cái đội hình nào đó, anh em muốn win hẳn đầu game luôn. Đấy, thì anh em có thể xây dựng cái đội hình gọi là pháo thủ nè với nhà phát minh nè. Đấy, đội hình đó là rất là mạnh ở đầu game luôn. Đấy, thì tôi không sử dụng chiến thuật đó mà tôi sẽ tích vàng nha. Đấy, tôi sẽ tích vàng để tôi nuôi cái đội hình chính thức của tôi luôn, chứ không có nuôi cái đội hình gọi là đầu game để cho tốn vàng chi cũng không nên. Đấy, thì cái đội hình này rất là mạnh luôn nha. Đấy, thì nếu mà anh em muốn xây dựng cái đội hình đầu game mà muốn win, auto win đầu game luôn á, đấy thì anh em có thể sử dụng cái đội hình nhà phát minh. Thì có anh em có thể mua con hai gia tê nè, đấy với con mắt nè, với con omega nè. Đấy, thì đội hình đó khá là mạnh, còn em có thể mua đội hình cung thủ cũng được. Đó, còn tôi thì tôi sẽ sử dụng cái đội hình này nha. Đấy, để chiến sau một chuỗi lót. Đấy, thì tôi sẽ bắt đầu cái chuỗi lót của tôi từ khoảng vòng thứ 1 đến vòng thứ 10 nha. Đấy, thì khi đó tôi sẽ tích được cái một lượng vàng rất là nhiều luôn. Đó, tôi sẽ gom cái đội hình tôi và tôi để ở dưới cái hàng dự bị này nè. Đấy, còn bây giờ thì anh em cứ cho nó quánh nhau thoải mái đi anh em à. Đấy, đây tôi đang ở top 8 đúng không? Một tí nữa sau cái vòng thứ 10 thì tôi sẽ leo từ top 8 lên thẳng top 1 luôn nha anh em. Đấy, thì anh em có thể xem. Sau vòng thứ 10 đúng không? Khi mà anh em tung cái đội hình ra, nếu mà anh em có thể gặp thằng top 1 thì anh em vẫn có thể win đó bình thường luôn nha. Đấy, không có cần phải sợ thì thằng top 1 hết cả. Đấy, cái đội hình rất là mạnh luôn. Rồi ok, thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em nào mà chưa biết chơi nè. Đấy, thì bên trái của tôi đúng không? Đấy, đó là cái thanh level. Đó, nó sẽ có từ mọi level 1 cho đến level 9. Đó, mỗi level thì anh em sẽ có thêm một con tướng trên cái bàn cờ. Đấy, thì về cái cộng level này thì anh em chú ý, anh em đừng có gấp nha. Đấy, đừng có cộng lên level cao sớm để có nhiều tướng làm gì. Đấy, nhiều tướng trong đội hình chưa chắc đã win nha anh em. Đấy, mà nếu mà anh em cộng lên sớm, đấy thì cái tỷ lệ mà ra những cái con tướng để anh em nâng lên con tướng một sao lên 2 sao nè, 2 sao lên 3 sao nè, thì nó rất là xuất hiện, nó rất là thấp nha anh em. Đấy, ví dụ như anh em muốn nâng con van heo này nè, đấy thì lên level thì anh em sẽ cần có 3 con van heo cùng một level của nó sẽ lên một sao nữa nha. Ví dụ van heo này đang level 1 đúng không? Đấy, anh em cần hai con van heo nữa thì nó sẽ lên van heo 2 sao. Đấy, còn anh em lên 3 van heo 3 sao thì sẽ còn hai con van heo 2 sao nữa nha. Đó là cái cách nâng sao của nó lên. Đấy, rồi level. Rồi ok, còn bên trái của bên phải của mình là vàng nha anh em.
đải vàng này thì anh em chú ý, thì sau mỗi vòng đấu thì anh em cũng không nên mua hết cái lượng vàng nha. Đải, bởi vì vàng này sau mỗi vòng đấu khi mà anh em tích lượng vàng đải thì khi đó nó sẽ có lãi nha. Đải thì cái lượng tích lượng vàng thì anh em chú ý thì sau mỗi vòng đấu thì anh em để cho tôi ít nhất, không, nhất định thà để lại 30 vàng nha. Anh em có mua tướng nè, đải có nâng level nè, đải thì anh em cũng để lại 30 vàng. Bởi vì sao? Bởi vì 30 vàng thì anh em sẽ lãi được 6 vàng sau mỗi vòng đấu. Đó là cái mức lãi vàng tối đa của anh em luôn nha. Đấy, thì chơi cái đội hình này một tí nữa thì tôi chỉ cần nâng lên 2 sao tất cả các con tướng thôi, không cần nâng lên 3 sao luôn thì có thể chấp mọi kèo nha anh em. Đấy, khi đó vàng tôi thoải mái luôn, tôi không vàng gọi là dư giả luôn nha anh em. Đấy, anh em không xài vàng nữa luôn. Đó. Rồi ok, thì về cái cách nâng level như sau. Đấy thì sau mỗi vòng đấu đúng không? Thì anh em sẽ có một lượng vàng. Thì theo kinh nghiệm của tôi, đấy tôi chơi khá cũng gọi là không nhiều nhưng mà cũng đủ để hiểu đấy. Đấy thì sau mỗi lần đúng không? Thì anh em sẽ xây xây tướng nè. Xây tướng mỗi lần một thì anh em sẽ xây tướng mất 1 vàng, lần 2 thì anh em sẽ xây tướng mất 2 vàng. Đó là anh em xây từ khoảng lần 1 với lần 2 thôi, không nên xây nhiều nha. Đấy, nếu mà có xuất hiện những con tướng anh em mong muốn, đó thì anh em sẽ mua nó, còn không thì anh em sẽ nâng cái level nha. Đấy, anh em nâng khoảng 1-2 lần, đó, chú ý thì nhớ cái lượng vàng nâng làm sao mà còn lại 30 vàng nha anh em. Đấy, còn nhiều, có nhiều vàng á, thì anh em có thể nâng level nhiều lên, đấy. Hoặc là anh em mua tướng theo anh em thích nha. Rồi, rồi bây giờ tôi chơi đấy. Rồi có nè. Thì những vòng đấu đầu thì anh em thấy tôi đang sử dụng một chuỗi lết nha. Đấy, khi đó thì tôi sẽ đang tích vàng để xây dựng cái đội hình của tôi thôi. Đó, thì sau cái vòng đấu thứ 10 thì tôi sẽ bung cái đội hình của tôi ra. Đó, đây là cái đội hình gọi là hắc ám nè. Đây, tí nữa đi, giờ tôi bung cái đội hình ra tôi sẽ giới thiệu luôn cho anh em. Đấy, còn về cái phần trang bị thì anh em có thể đọc nha. Đấy, những cái trang bị đó thì nó có thể nó vẫn có hiện lên luôn. Đấy, em chỉ cần nhấp vào trang bị thì nó sẽ đưa ra cái gọi là cái thông số cũng như cái tác dụng của nó. Đấy thì trong những cái bộ trang bị thì anh em chú ý có cái bộ trang bị là cái lệnh bài phong thần thôi. Đấy thì nó sẽ có cái hiệu lực theo cái hình chữ thập. Đó, hình chữ thập là sao? Là cái hình dấu cộng đấy nè. Đó, thì anh em sẽ đặt cái trang bị đó, con tướng ở cái điểm giao nhau của cái dấu cộng đó, ở giữa đấy nè. Khi đó thì nó sẽ phát huy tác dụng cái đội hình ra hình dấu cộng nha. Đấy, khi nào mà có trang bị đó thì tôi sẽ sử dụng cho anh em xem. Rồi ok, đấy bây giờ tôi bắt đầu sẽ tung cái đội hình của tôi ra nha. Đấy, bắt đầu ok thì chưa nha. Sau rồi chuẩn bị vòng đấu sau tôi sẽ tung cái đội hình. Đấy, anh em thấy tôi đang ở top 8 đúng không? Đấy, tôi đang thực hiện một cái chuỗi lót đó, vàng tôi bây giờ đang rất là nhiều rồi. Đây, tôi sẽ xây một lần nha anh em, chỉ nên hình xây hai lần là ok rồi. Đấy, một lần nè, có tướng thì anh em mua, không có những con tướng tôi cần. Đấy, cũng không có luôn. Rồi ok, tôi sẽ đây con Breta đây, đó là con tướng tôi cần. Rồi chưa được, tôi pha đó nâng con Breta lên không kịp anh em à. Đây, tôi sẽ đưa con Breta lên thà nó sẽ có được cái đội hình của tôi đang xây dựng nha. Ok, thì anh em xem đến đây thì không hiểu gì thì có thể comment, tôi sẽ trả lời cho anh em xem nha. Đấy, hoặc là anh em muốn làm về cái đội hình gì đấy thì có thể comment. Ok, thì anh em xem đến đây thì thấy hay nè, hãy nhớ cho tôi một like nha. Đấy, anh em nào chưa theo dõi thì có thể theo dõi kênh tôi. Đó, thì tôi sẽ ra những clip bên cạnh những clip đấu hạng thì sẽ làm cho anh em những người anh em có đam mê về cờ này nè, đại để xem nha. Ok, đó tôi đã kích hoạt được cái hắc ám nè, cuồng chiến nè, thợ săn nè. Đại ok, 2 4 6 6 con rồi nha.
Đấy thì bây giờ tôi sẽ cần con Ritter nè để tôi kích hoạt cái đấu sĩ nha. Đấy, kích hoạt cái đội thời cái đấu sĩ nữa là hai đấu sĩ luôn. Đấy, tôi cần một con Ritter với con Ritter nữa là khá là mạnh rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ thực hiện cái chuỗi nha. Đó. Ok, vẫn chưa chơi lại anh em à, từ từ nha, không sao. Ok, bắn nó luôn. Và đây ta ơi, bắt đầu chuỗi nè nè. Đó, ok, đây là chuỗi đây là trận win đầu tiên nha. Đấy, tôi đã lên top 7. Đấy, bộ trang bị thì về cái đội hình này thì anh em ưu tiên mua cái trang bị cho con Van Helsing nha nè. Đó. Ok, thì đội hình này cứ còn 2, 4, 6, 3 slot nữa. Thì tôi sẽ cần kiếm con Theonat với con Victor nha nè. Đó, nè, có 2 sao thì mình sẽ nâng lên 2 sao. Còn không thì mình cứ xây. Đó. Ok, có con Wiro luôn. Đó, thì cái đội hình của tôi thì gồm có như sau. Thì con Van Helsing nè, đãi đầu game anh em mua Van Helsing nè. Con Nakarok nè, đãi con Breta nè. Con Arduin nè, con Error nè, con Omen nè. Và con Richter với con Richter với con Theonat. Đấy, đó là 8 con. Đó là khi đó thì anh em đã có một cái đội hình gọi là rất là mạnh rồi nha. Đó thì lên level 9 thì anh em có thể kích hoạt thêm bên pháo thủ. Thì anh em có thể sử dụng Moren nè. Đấy thì anh em sẽ có một đội hình kích hoạt cái hiệu ứng bên pháo thủ nữa. Hoặc là tinh linh nè, anh em sẽ có thể mua con rực cà ri si nè. Đó thì anh em sẽ kích hoạt được cái nội hình tinh linh nha. Đãi cuối game thì tùy vào cái đội hình của tướng địch. Đãi thì anh em có thể thay đổi thằng pháo thủ với thằng cà ri si đều được nha. Đó, ok, thì bây giờ tôi tiếp tục đây xây dựng đội hình của tôi thôi. Đó thì hiện tại chưa có con Richter nên tôi sẽ thay con Richter bằng con Maloc nè. Đãi để tôi kích hoạt gọi là đấu sĩ nha. Đó, tại chưa có con Ritter, khi mà có con Ritter thì nó sẽ có vừa đấu sĩ với vừa cái đấu sĩ nè. Đó, vừa có kích hoạt đấu sĩ với vừa cái thợ săn quỷ nữa. Đó, khi đó là rất là mạnh luôn nha. Còn con Maloc trong trường hợp này thì nó chỉ kích hoạt được cái bên đấu sĩ thôi, hai đấu sĩ thôi. Đó, bây giờ thấy không, tôi chơi thằng top 4 nè. Đó, tôi leo lên nè, chuẩn bị leo lên top nè. Ok, leo lên được chưa ta, leo lên được top 6 chưa ta thằng rồi. Ok, đây con Theonat của tôi. Đó, có Theonat rồi. Đấy, thì nhân phẩm khá là tốt nha. Đó, tôi thay con Theonat lên nè. Rồi ok, thì để tôi kích hoạt cái nội tại của gọi là xạ thủ nha. Đấy, con Theonat với con Van Heel đấy nè. Đãi đội hình hai xạ thủ thì bắn rất là sướng luôn. Đó, có con Nakarok thì nó sẽ bọc sao nha. Bọc sao đó nó chém thằng Van Helsing kìa anh em thấy không. Đó, còn con Vareta thì nó sẽ xả sát thương ra. Ok, thì chơi cái đội hình này thì anh em sẽ xếp theo nó giãn cách ra nha. Đãi khi đó thì anh em có gặp cái đội hình Illumia thì cũng không sợ luôn nha. Đó, thì nhiều anh em thấy nhiều anh em sợ cái đội hình Illumia. Thì đội hình Illumia thì nó sẽ gọi là có tác dụng với những cái đội hình mà nó gom lại một chỗ đấy anh em. Cái đội hình gọi là thú nhân á, thú nhân với trợ thủ á. Đấy thì đội hình nó sẽ bảo kê gom lại một chỗ thì nó sẽ sợ con đội hình Illumia nha. Đấy, bởi vì cái thần trận của Illumia á, ưu tiên một phát là những cái đội hình mà gom lại á thì sẽ nát. Đó, còn đội hình này là nó sẽ phân tách ra. Đấy, đây là một cái đội hình gọi là tôi tham khảo của top thách đấu nha nè. Đấy, top thách đấu sẽ sử dụng cái đội hình này. Đấy, ok, thì cộng cho con Van Helsing hoặc là con Theonat đều được nha. Đấy, tôi sẽ cộng cho con Theonat, nó sẽ bắn chí mạng nè. Đấy, bây giờ tôi cần kiếm con Victor nữa là khá là ngon rồi. 8 con là quá là mạnh luôn rồi. Đấy, anh em muốn thêm con pháo thủ hoặc là con tinh linh vào thì cũng được luôn. Đó, Ritter ơi, ra Ritter đi anh em ơi. Ok, tôi sẽ nâng lên level 8 nha. Có nên nâng vòng này luôn ta. Chơi luôn anh em.
trên nâng lên mông này luôn. Đấy. Ok, chịu lỗ một tí đó. Chịu lỗ ha, vàng một tí nha, vòng này sẽ cộng được 5 vàng thôi. Đó. Nhưng mà tôi sẽ có được một con tướng nữa. Đó, 2 4 6 bộ đội hình bên kia có 6 tướng địch thôi. Đấy, anh em chú ý chơi cái này thì không có cần nhất thiết phải nâng lên những vị tướng 3 sao nha anh em. Đấy, 3 sao thì nó cũng không có mạnh đâu. Đó, mà tùy vào cái đội hình của anh em thì khi đó nó sẽ kích hoạt được những cái gọi là cái hiệu ứng đó nha, cái hiệu ứng của những cái con tướng mà trong cái đội hình đó. Đó. Anh em thấy không? Từ hồi nãy giờ tôi đang chuỗi win nè. Đó, vòng 17 rồi, nãy giờ là 7 trận win rồi anh em thấy không? Đó. Lấy gì ta? Ok, lấy cái trí tử cho con Theonat của tôi. Ok, Breta lên level 2. Đó. Thì sau mỗi lần anh em nâng sao lên thì cái con tướng đó nó sẽ thay đổi nha anh em. Đấy, anh em thấy con Breta của tôi không? Nó đẹp hơn kìa. Đó. Nó bự hơn nữa. Hình như nó thay đổi cái hiệu ứng cũng như cái trang phục đó thì phải. Đó. Rồi. Bây giờ tôi chỉ cần kiếm con Richter nữa là quá là mạnh rồi anh em à. Rồi, bộ hình tôi bây giờ là vô đói rồi đó. Đấy, bây giờ là thấy không? Đó, tôi đang gặp đội hình của thằng top 1 nè. Đấy. Không tuổi, đội hình top 1 không tuổi đối với tôi nha. Đấy. Thẳng luôn em ơi. Ok. Lại win rồi anh em. Đấy. Đó anh em thấy 49 máu của tôi từ hồi vòng 10 tới vòng 17 rồi chưa mất một miếng máu nào luôn, thấy không? Đấy, khi mà tôi đưa ra cái đội hình chính thức thì nó sẽ khác nha. Đấy, nên tôi gọi là đánh đòn tâm lý phủ đầu cho những tướng địch đấy nè. Đấy, tôi leo từ dưới lên nha. Ok, có con Moren rồi. Đấy, Moren với con Carisi thì mình có thể thay đổi tùy vào cái đội hình của bên tướng địch nha. Này thì tôi sẽ không chơi ma tộc. Tôi sẽ kiếm thợ săn quỷ là con Richter anh em à. Anh em muốn chơi ma tộc cũng được, nhưng mà tôi sẽ giới thiệu nó đội hình ma tộc thì sẽ ở những clip sau nha. Ok. Đội hình này là gặp đội hình thằng top 7. Không tuổi, đội hình mấy này không tuổi với đội hình này rồi. Đội hình này rất là mạnh luôn nha. Đó anh em có thể thấy. Rồi. Thì cách chơi thì tôi cũng nói là còn gì nữa ta. Ok, thì anh em còn chưa hiểu cái gì thì có thể comment nha. Đấy. Tôi có thể trả lời anh em trong bình luận cũng như hoặc là những cái clip sau nha. Đó, ok. Giờ đội hình tôi là auto win rồi anh em. Tôi sẽ đánh bại từ thằng tôi giờ thằng nào gặp tôi là thằng đó chết. Đó. Đội hình nó 3 thằng 3 sao kìa. Nhưng mà cũng không chơi lại đội hình tôi đâu. Đó anh em thấy không? Sắp 3 sao cũng không có mạnh bằng đội hình tôi toàn 1 sao không, nhưng mà rất là mạnh nha. Đó. Win lại win rồi anh em à. À, khi mà anh em vô chuỗi win, đúng rồi. Đội hình này mà anh em thua lúc đầu đúng không? Lúc sau anh em vô chuỗi win thì lượng vàng cộng là rất là nhiều luôn nha. Đó. Thì sau 1-2 vòng đấu thì nó sẽ có vòng đấu dưới quái. Vòng đấu dưới quái thì khi đó thì anh em sẽ được một, khi mà quái chết đúng không, anh em win anh em sẽ được nhận một món trang bị nha. Đó, tùy vào cái anh em xây dựng. Thì trong cái đội hình này, đội hình chính này thì anh em có thể dồn trang bị sát thương vào con Theonat nè, với con Van Helsing, với con Vareta nha. Đấy, đó là ba cái nguồn sát thương chính của anh em. Đó, còn đó thì rồi còn thủ thì anh em có thể dồn vào con Omen nè. Đó, Omen hoặc là con Arduin cũng được. Đó, em có thể chia ra và ấy nha, giáp khốn khổ cũng được, giáp Gaia cũng được, thì anh em cho những cái con đó một món trang bị, một món là đủ rồi anh em. Đấy, lượng sát thương chính là vẫn là con Theonat, con Van Helsing với con Preta. Đó, con Nakaroth thì anh em có thể cho nó một món trang bị cũng được, để nó chém gọi là nó bọc sau đội hình của bên team địch đấy. Ok, bây giờ thì tôi chỉ kiếm con Richter thôi anh em à. Tôi không có cần nâng lên 3 sao làm gì, tôi chỉ cần nâng lên 2 sao là ok rồi. Đó. Rồi, tôi sẽ cho con Moren đỡ nha.
đó, Moren để nó kích hoạt thêm cái gọi là cái pháo thủ đấy anh em. Đã anh em thấy một đội hình không? Hắc ám nè, cung thủ nè, đấu sĩ nè, cuồng chiến nè, pháo thủ nè, thợ săn quỷ nè. Đó, đội hình mạnh chưa? Đây, gặp thằng, ôi thằng này chuẩn bị một tiễn dông một em đi nha. Xong, bye bye. Ok, chờ một vòng đấu tiếp theo thôi anh em ạ. Đấy thì nếu làm những cái clip về cờ này thì khá là dài nha anh em. Đấy nhưng mà anh em cố gắng xem. Đấy, muốn hiểu cách chơi thì anh em đừng có tua. Đó, khi mà anh em xem thì anh em sẽ có thể hiểu được những cái mỗi trận đấu thì khi đó nó sẽ tung ra những cái gì nè. Đấy, những mua những cái tướng gì nè, nâng cấp như thế nào nè. Đó thì khi đó anh em sẽ biết cách chơi. À, con Dicter của tôi. Rồi, ok, hoàn thiện đội hình. Đấy, đây gọi là cái đội hình chính thức nha. Một đội hình cực kỳ mạnh luôn. Auto top 1 nha anh em. Đấy, tôi xin khẳng định với em luôn, hiện tại thời điểm hiện tại thì đội hình này rất là mạnh. Đó thì top 1 là khoảng 90%. Đấy, tùy vào cái nhân phẩm của anh em. Đấy, tùy vào những con tướng mà anh em có thể mua được trong từng cái vòng đấu nha. Ok, win rồi anh em. Đó thì tại thời điểm này nè thì anh em có thể tùy hứng mà thay đổi, tùy vào cái đội hình bên tuyến lịch mà anh em thay đổi con Moren này với con Carisi nha anh em. Đó, tùy anh em thay đổi thôi. Đó, mỗi lần thay đổi thì nó sẽ có một cái hiệu ứng khác nhau. Đấy, hiệu ứng tinh linh với hiệu ứng pháo thủ đây nè. Rồi ok, lên con Omen 2 sao luôn. Đấy. Đó, bây giờ vàng tôi là thoải mái rồi anh em à. Dư vàng luôn. Đó, tôi cứ lót thôi. Bây giờ thì anh em có thể mua tướng thoải mái nha. Đó, không. Miễn là mỗi vòng đấu thì anh em để lại 30 vàng thôi là ok rồi. Giờ tôi cần nâng con Richter lên level 2 nè. Đã với con Risi với con Theonat đó, chơi lên 2 sao là ok rồi anh em, 2 sao là khá là mạnh rồi. Đấy thì tại thời điểm hiện tại thì rank thì nó vẫn chưa mở nên chơi cũng chưa có gây cấn nha nè. Đó, ui rồi ôi, anh em thấy mạnh chưa, thằng top 1 bây giờ không tuổi nó không, nó chỉ giết được 1-2 con tướng bên trên tôi à. Đó. À thì tại thời điểm đầu game thì anh em có thể tung đội hình gọi là cũng mạnh mạnh một tí để anh em có thể giết những cái con tướng bên tướng địch nha. Đấy, khi anh em giết được nhiều tướng bên tướng địch thì khi đó anh em sẽ mất máu ít hơn. Đó, nếu anh em thua sẽ bị mất máu ít hơn. Rồi ok, bây giờ thì tôi kiếm con Richter thôi anh em à. Đội hình như vậy là vô địch rồi. Đó, tuổi nha mấy bạn, tuổi nha. Đó, anh em thấy chuỗi win không? Đấy, vòng 24 thì từ vòng thứ 10 tới vòng 24, 10, 14 trận, 14 vòng tôi đều win hết đó. Đó, anh em thấy khi mà đội hình này ra mắt chưa? Ok, đã, Theonat của tôi lên level 2 rồi anh em à. Rồi ok, thì tôi nói đến đây thì tất cả những gì trong clip này thì tôi đã những cái cách chơi nè, đấy gì dành cho những người mới chơi thì tôi đã nói cho anh em rồi. Đấy thì tôi xin phép được không bình luận khúc sau nha anh em. Đấy thì anh em tới đây thì anh em đã hiểu rồi. Đó thì bây giờ cứ anh em cứ xem và auto top 1 thôi nha anh em. Đấy, anh em cứ giữ cái đội hình như vậy và chơi đến cuối trận luôn. Đó thì anh em chỉ thay đổi gọi là thay đổi của con Moren với con Carisi thôi nha anh em. Đấy, ok. Thì anh em xem đến đây thì thấy hay, nhớ để cho tôi một like cũng như một subscribe nha anh em. Đấy, ok, bye bye nha. Chúc anh em có một buổi trưa vui vẻ. Ok, bye bye. Đấy, anh em xem, chờ đợi và xem cái khoảnh khắc gọi là top 1 của cái đội hình này nha. Ok, bye bye anh em.